Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe. Đây là một chiếc xe dòng SUV mini. Đây chính là chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 3 vạn km rồi ạ. Đây là chiếc xe Ford EcoSport Titanium phiên bản màu ghi xám. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe EcoSport Titanium này ạ. Đây là một trong những chiếc xe SUV mini. Vì sao là SUV mini? Vì là đây là một chiếc xe thuộc kiểu dáng SUV, nhưng mà nó lại rất là nhỏ gọn, cho nên có thể nói đây là một chiếc xe SUV mini. Chiếc xe được trang bị là cái lốp gầm để treo trên lưng. Đây là cái phần ba đờ sốc của chiếc xe. Xe được trang bị là đèn gầm. La răng đúc. La răng đúc và cái xe này mới chạy được hơn 3 vạn thôi, cho nên là lốp của nó cũng còn đang rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái thử chiếc xe này, xin mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ của cửa hàng chúng tôi là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi, cụ thể là 469 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể bỏ ra 469 triệu đồng thì quý vị và các bạn sẽ sở hữu ngay chiếc xe EcoSport này ạ. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi các thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn muốn trả góp chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể bỏ ra 200 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn cũng có thể mang chiếc xe này về nhà để sử dụng được rồi. Đây là một trong những cái mẫu xe SUV để đi đường phố rất là tiện lợi đấy ạ.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.